Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn chương trình Aerobe Có cơ hội nhận ngay 500 đô son Thì đầu tiên các bạn sẽ lấy đường link phần mô tả của mình Để chúng ta tiến hành làm Aerobe Các bạn sẽ thấy dụng như thế này Các bạn click vào tôi cũng phải người máy Một chiếc tàu đúng không? Click vào chiếc tàu cho mình Cái tiếp Chiếc tàu xác nhận nó sẽ gây như thế này thì yêu cầu của nó đầu tiên là các bạn phải có cái tài khoản qua nút thì nếu các bạn chưa có tài khoản qua nút thì các bạn hãy đăng ký đường liên phòng mô tả của mình nếu các bạn mà chưa có người hỗ trợ các bạn có thể nhập mã giới thiệu của mình để chúng ta có thể vào một nhóm một trung đội với nhau chương trình này sẽ kéo dài tới 12 giờ chiều tức là mai là mai 20 tháng 1 quà tặng là 500 đô son Sona thì 350 đô dành cho những bạn 100 bạn đăng ký trong thời gian diễn ra sự kiện này tức là 350 đô này dành cho những bạn mới đăng ký bạn nghe thì bạn có thể đăng ký được liên phòng mô tả của mình đầu tiên bạn đăng ký sẽ được là 200 và nhận thêm một cái đồng token ngẫu nhiên trên qua và nằm trong 100 người nhận 350 đô son Cái tiếp thì các bạn nếu mà người cũ đã tham gia qua nút rồi thì các bạn vào phần thử bằng cách nào Chúng ta sẽ nằm top 5 người giới thiệu sẽ được là 150 đô son Thì 5 người bạn chia cho 150 thì tương đương bạn phải có là 30 đô 30 đô son Dành cho 100 bạn người cũ chia sẻ tốt nhất thì đây là một cái sự kiện dành cho những bạn mới tham gia tốt hơn còn bạn cũ mà không có chia sẻ được nhiều red thì các bạn có thể bỏ qua cái lớp này đầu tiên các bạn nhớ đăng nhập bằng gmail chúng ta nha sau đó click vào thích thì sau khi đăng nhập thì các bạn sẽ có tất cả những thông tin tên và họ gmail luôn chúng ta chỉ cần chọn quốc gia là được quốc gia Việt Nam tùy các bạn quốc gia nào chọn quốc gia đó thích vào thông báo lưu tiêu được bằng bấm thích cho mình thì trên phần bắc của con nút mình đã thích rồi các bạn chưa thích bấm chưa thích cho mình cái tiếp các bạn cái số hotline tức là cái số đường dây nóng của con nút bạn chọn vào cái app cho mình cái tiếp kéo xuống cho mình đây là đường dây nóng một chín không ok lấy cái điện số điện thoại này chúng ta nhập vào nha thì số điện thoại mình sẽ để phụ mô tả cho bạn luôn nếu các bạn không biết cách để chúng ta lấy thì mình sẽ để phụ mô tả cho các bạn luôn và cái đường link là máy luôn cho các bạn clip cho bấm chia sẻ cùng qua nút sẽ được 10 điểm các bạn đọc kỹ đi nha comment và tách ba người bạn của bạn vào cùng hashtag qua nút và đăng chia sẻ trên kênh cá nhân chụp hình lại bằng hai cái điều kiện khác nhau chúng ta comment là riêng ta chia sẻ trên trang cá nhân chúng ta ở chế độ công khai và chúng ta chụp cái màn hình lại thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái trang phân Bắc bấm một chia sẻ cho mình nha chia sẻ thì các bạn thể bấm một cái lời nhắn gì đấy chạy như tham gia nhận 500 đô son kiếm son chúng ta sẽ bấm là kiếm 500 son nha kiếm trăm 500 đô son cùng qua nút thì các bạn thấy bất cứ câu nào chúng ta làm tiêu đề đặt cho nó hay cũng được hoặc là chúng ta không cần cũng được chia sẻ là được chia sẻ thì các bạn nhớ là chia sẻ thì với chế độ công khai một lát mình sẽ chụp hình lại xong bây giờ chúng ta sẽ tiến hành comment trước nha chia sẻ gọi một lát là sẽ vào fanpage chúng ta lấy cái chụp hình lại cái chia sẻ đầu tiên các bạn bấm vào cho mình là hashtag nút 72 giờ. Cái tiếp khoảng cách cho mình. bấm chia mốc nó sẽ hiển thị người bạn chúng ta, chúng ta chọn ba người bạn tách vào đây. A mốc tiếp tục, a mốc tiếp tục chọn ba người. Bình luận, comment. Cái tiếp chúng ta click vào cái hình chúng ta, đến ta quay lại trong Facebook chúng ta. các bạn kéo xuống, các bạn chia sẻ chúng ta mới gì chia sẻ đúng không? thì các bạn nhớ là chế độ công khai nha, là chế độ công khai. thì bằng cách nào? có rất nhiều bạn không phải bạn ăn tôi quay lại nha, ta click vào một ba chấm đây, thì có rất nhiều người bạn sẽ chỉnh sửa riêng tư đây, chỉnh sửa riêng tư đây, Có nhiều bạn sẽ làm, bấm để để là công khai hoặc là bạn bè hoặc là riêng tư, chúng ta chọn công khai. sau đó chụp hình lại nha, các bạn chụp hình lại, lại, chụp hình lại, và ta sẽ quay lại trong web nha thêm ảnh chọn hình ảnh chúng ta vừa chụp lên nha click vào tiệp gửi lên tiếp tục chúng ta sẽ đợi cho nó lót lên lót lên xong chúng ta sẽ bấm chỉ cần xác nhận là xong kế tiếp chúng ta tham gia cộng đồng người Việt qua nút trên phần bắc bấm tham gia cho mình thì đặc biệt bạn tham gia follow xong rồi bạn nhớ là dòm cái kỹ cái số người đang tham gia nha thì một hai một hai này 14, 126, 214 126.214 nha bạn nhớ số này nha Cái tiếp theo quay lại trong web nha Thì họ sẽ hỏi chúng ta Có bao nhiêu người tham gia Ok Chúng ta sẽ ghi lại những số người chúng ta đã vừa Nhớ xong 126 214 Cành cho Gia nhập qua nút trên telegram tham gia cho mình tiếp tục và nhớ nghe hai năm bảy tám tức là hai mươi bảy trăm tám mươi nha Nếu họ có hỏi hay không ok họ không hỏi gì thôi đăng ký youtube bấm vào thì mình đã đăng ký kênh youtube này rất là lâu rồi thì trên kênh này có cái gì có rất nhiều cách hướng dẫn chúng ta nạp rút tiền trên qua các bạn đăng ký tham gia nhấn chuông là xong giới thì bạn bè lan tỏ yêu thương tức là chúng ta sẽ chia sẻ cho bạn bè chúng ta bằng cách chúng ta copy link này chia sẻ thì những người bạn mà cũ đã tham gia lâu rồi thì bạn có thể chia sẻ cái này để nhận thêm 150 trăm qua cho 5 người thì năm người đó sẽ được một người là 30 đô cái action của nút của bạn là gì thì các bạn vào cái tài khoản qua nút chúng ta bấm vào hình người cái tiếp bạn kéo xuống cho mình thì sau cái tên chúng ta đây là 94589919 đây là cái tài mã số chúng ta cái action chúng ta cần cho mình như thế là chúng ta làm xong cái chuyện này drop. rất là nhanh đúng không thì các bạn người cũ thì các bạn có thể tham gia bằng cách chúng ta chia sẻ để nằm trong top 5 người nhập phòng 150 đô son còn những bạn mới trong thời gian sự kiện, sự kiện này diễn ra thì các bạn có thể nằm trong 100 người may mắn nhận được 350 đô son và nhận thêm 200 ngàn khi đăng ký một đồng tóc kênh miễn phí nữa thì đường link iRub đừng link đăng ký qua nút và cái số hotline của qua mình sẽ để phần mô tả cho các bạn để các bạn hãy tham gia hành trình iRub này thì đối với các bạn mà chúng ta không có red thì đã tham gia lâu rồi thì các bạn có thể cân nhắc trước khi làm cái chương trình này hoàn là miễn phí ok chúc bạn thành công chúng ta sẽ qua phần quay số chúng thưởng ngày hôm nay đặc biệt các bạn nhớ comment địa chỉ tariff nha mình sẽ tặng thưởng cho bạn tariff trên mỗi video xin chúc mừng bạn nha tặng bạn video này nếu các bạn thấy hay thấy thích thì xin cho một like và đăng ký hộ kênh để kênh mình phát triển hơn tạo được cho mình kiếm trang web kiếm tiền riêng cho bạn cứ thiết tiếp tục các mới nhất của anh chia sẻ các bạn các bạn sẽ không bỏ lỡ video mới nhất của mình nhớ nhấn chuông để tham gia theo dõi những video mới nhất cập nhật những cái app mà chúng ta đang chơi để chúng ta có thể theo dõi tốt hơn. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên comment để chỉ tiền đến chúng thưởng ngày sau. Thân ái, chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.